thưa quý vị chuyện tình phương oanh và xác bình luôn được dư luận đặc biệt quan tâm sau khi tổ chức đám hỏi mới đây đôi vợ chồng đã thông báo tin vui đến công chúng rằng phương oanh đã mang thai đôi trước tin mừng này đám cưới của cặp đôi búp bê cá mập sẽ được tạm hoãn để chuẩn bị cho sự ra đời của các em bé được biết từ sau đám hỏi vào tháng 7, Phương Oanh và Sắc Bình đã lên kế hoạch để chuẩn bị thật kỹ cho đám cưới. Mới đây cô còn khoe vài cưới được thiết kế rất công phu và tốn kém. Kể từ khi làm đám hỏi cùng Sắc Bình, cuộc sống của Phương Oanh diễn ra trong bình yên. Cô có kế hoạch tổ chức đám cưới long trọng vào tháng 10. Sau toàn bộ những sóng gió từ một năm trước, Phương Oanh có niềm tin vào tình yêu và những chuyện phía trước. Không chỉ có hôn nhân hạnh phúc bên Sắc Bình, Phương Oanh mới đây, còn được khán giả đồn đoán quay trở lại đường đua nghệ thuật khi dự cánh diều vàng. Người đẹp gốc Hà Nam cũng rất vui khi lần tái xuất này của cô được nhiều fan ủng hộ, nhiều người còn nhắn tin bày tỏ mong muốn cô sớm trở lại màn ảnh nhỏ. Tuy nhiên, vào ngày 14 tháng 10 đã đăng bức ảnh đĩa xấu và khế chua lên trang cá nhân. Ngay khi hình ảnh được chia sẻ, bạn bè nữ diễn viên đã bình luận những lời chúc mừng. Điều này khiến các fan của Phương Oanh đồn đoán cô đang mang thai con đầu lòng và thông tin cô mang thai là hoàn toàn chính xác. Theo thông tin mới nhất, Phương Oanh đang mang thai đôi theo phương pháp hoàn toàn tự nhiên. Do gánh nặng và quá mệt vì mang bầu đôi, nên Phương Oanh không thể tổ chức đám cưới đúng dự kiến dù bụng chưa lộ rõ. Người hâm mộ cũng tò mò thái độ của Shark Bình với hành động trở lại của vợ. Theo Phương Oanh cho biết, từ khi yêu nhau, anh luôn biết cô yêu nghệ thuật, nhưng vì bận rộn kinh doanh nên phải gác lại đam mê. Khi thương hiệu thời trang của vợ đạt những thành tựu nhất định, anh động viên cô theo đuổi đam mê. Anh luôn muốn nhìn thấy Phương Oanh tỏa sáng và được làm những điều mình thích. Với tin vui này, chắc hẳn cặp đôi cũng như fan hâm mộ vô cùng vui mừng và gửi lời chúc mừng đến hai vợ chồng. Sau quãng thời gian dài, tới nay cặp đôi đã hái được trái ngọt cho tình yêu này.